Dạ vâng, em Tĩnh Linh, âm thanh gia đình, xin chào toàn thể các bác. Clip này thì em xin giới thiệu đến các bác mấy con âm ly rất là vừa tiền và nghe cũng rất là tốt các bác nhé. Có hai con G-Saver đến từ hãng Technic, một con trên là có model là Technic SC9000 và con dưới có model là SS9. Và tiếp theo là bên này là mấy con âm ly mặt trắng, là một con trên là con Yamaha A6A và con ở giữa là con đền ông 740. Đấy, con đền ông 740. Và tiếp theo con dưới là con Technic V7. Vâng, năm con âm ly này thì vẫn đang hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Nó với giá cũng rất là hợp lý cho các bác chơi vào những dòng loa ví dụ như bass 20, 25, chơi rất là tốt luôn ạ. Mà giá tiền lại rất hợp lý để phục vụ các bác. Đầu tiên thì em xin giới thiệu về con Technic này nhé. Con Technic SC9000 này nó là dòng G-Saver dòng cổ. Đấy, công suất thì nó cũng chỉ tầm độ 40W trên một kênh thôi ạ. Các bác có thể chơi vào những đôi loa toàn giải hoặc những đôi loa dòng loa cổ bass 25, bass 30, 25, chơi nhạc cổ các bác nhé. Đấy, con này đánh rất tốt. Về mặt mũi, núm nút của em nó rất đẹp. Đấy, em đã test hoạt động rất tốt rồi ạ. Mặt mũi này, núm nút rất đẹp nhá. Đấy, còn nguyên bản hết, chạy điện 100V ạ. Và con này bắt được cả đài tiếng nói Việt. Con này thì con Technic trên thì nó không bắt được đài tiếng nói Việt Nam đâu các bác nhá. Nó có đến giải 90 thôi ạ. Đấy, các bác có thể bắt AM thôi, không bắt được FM nhá. Và vỏ gỗ nó rất đẹp đây. Vỏ gỗ rất đẹp nhá. Mặt mũi không chảy xước một chút nào. Mặt rất đẹp luôn. Đấy. Và tiếp theo là con dưới. Đây em nhấc xuống cho các bác xem. Vâng, và con dưới cũng có bộ vỏ gỗ còn zin các bác nhá. Con này có model là Technic SS7900. Con SS7900 này nó cũng sử dụng bộ mặt nhôm phay, nhìn rất đẹp. Núm nút đầy đủ nhá. Núm nút đầy đủ, đèn sáng, em test thử rồi. Con này nó, con này cũng tần số chỉ 90 Hz này các bác nhá. Đấy, không bắt được đài FM đâu. Vâng. Con hai con này thì đều vỏ gỗ zin cả, máy còn zin nguyên bản, phục vụ cho các bác chơi nhạc cổ rất là tốt ạ. Chơi nhạc cổ cực tốt luôn ạ. Vào những đôi loa bass 25, 30. Đấy, rất là du dương mà giá thành lại rất rẻ. Vâng, thì em soi tiếp đến con đền ông 740. Con này cũng đến từ Nhật Bản các bác nhé. Con này thì nó cũng rất là nổi tiếng rồi. Tuy rằng còi còi thôi, giá tiền thì cũng rất là vừa, mà nó chơi được rất là nhiều loa. Đấy, chơi được rất nhiều thể loại loa các bác nhé. Công suất thì các bác có thể đánh được bass 30, bass 30, 25 chơi thoải mái luôn. Con này thì nó còn mặt mũi còn rất là đẹp luôn. Núm nút đầy đủ, chạy tất cả chức năng chạy hết các bác nhé. Em đã test rồi. Đây cái nắp lưng của nó đây. Nắp lưng còn rất đẹp. Và cái đít của nó cũng rất đẹp. Một lát em quay cái đít cho các bác xem. Cái đít đằng sau của con âm ly đến ông 740 này. Con này các bác có thể chơi được bass 40, bass 30, bass 25, 30 chơi thoải mái luôn. Và giá tiền rất ok ạ. Rất hợp lý. Và bên dưới là tiếp theo là con âm ly Technic. Thì con Technic này thì máy móc nguyên, mặt thì đẹp, và cái đít thì nó dỉ nhiều và cái nắp nó cũng dỉ nhiều các bác nhé. Và máy thì còn nguyên nhưng máy nó không được quá đẹp. Đấy, thì con này em để cho bác giá tiền rất hợp lý luôn. Một lát em báo giá tổng thể luôn. Con Technic V7 này vẫn chạy full các bác nhé. Đây, hàng này nó về nó chỉ bẩn thôi các bác nhé. Đây, cái này nó bẩn, những cái núm này bẩn, chỉ vệ sinh qua lau là nó sạch thôi. Còn núm nút mặt mũi đẹp. Đấy, mặt mũi đẹp. Còn cái đít đằng sau nó dỉ lắm. Con này thì đít nó hơi dỉ và máy nó hơi thâm. Thì giá tiền thì em bán cho các bác cực kỳ hợp lý luôn. Và tiếp theo nữa là một con Yamaha. Con này con A6A. Con này thì dòng còi hẳn rồi. Con này dòng còi. Đây, chuyển về thì nó hơi móp mép một tí vỏ này. Nhưng máy rất đẹp nhá. Mặt mũi đẹp. Chạy full chức năng. Đấy, con này, những con này chạy sò than hết các bác nhá. Đấy, mặt mũi rất đẹp. Con này các bác cũng có thể chơi được những đôi bass 25, 30 rất là tốt luôn, mà giá tiền lại cực yêu luôn, một tí tiền thôi. Đây, cái đít nó cũng hơi rôm một chút. Đây, chuyển về còn đang cắt dây. Nhưng những con này máy nó mới lắm, em khẳng định là không chết một con gì. Đấy, những con này bãi về, nó theo một cái lô âm ly của bọn em thì nó kẹp vào mấy con này. Em quay lên bán cho các bác giá rất yêu. Và em cũng xin báo giá từng con một cho các bác nào có nhu cầu sở hữu. Bắt đầu từ hai con âm ly cổ này các bác nhé. Con SC9000 này
thì em bán cho các bác là với giá là 3,5 triệu, bao ship cho các bác, bao ship, bao zin, vỏ gỗ zin nhá, núm nút đầy đủ, hoạt động trơn tru. Và con này tần số FM đến 90 Hz. Đấy, con này hàng Nhật Bản. Và tiếp theo con SS7900 này em bán cho các bác là 3,2 triệu. Mặt mũi rất đẹp, máy zin đấy, chạy rất là tốt, con là hàng nội địa Nhật Bản, chạy tần số đến 90 Hz, vỏ gỗ zin các bác nhé, vỏ gỗ zin, để cho các bác 3,2 triệu. Bác nào có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em Tĩnh Linh qua hai số điện thoại trên tấm biển này ạ. Và tiếp theo nữa là con âm ly Đền Ông 740, con này cũng hàng Nhật Bản, chạy điện 100V, máy móc còn cực đẹp luôn, mặt mũi đẹp, đít đáy rất là đẹp các bác nhé, bao zin cho các bác luôn, mặt mũi sáng choang. Con này em bán cho bác 4 triệu. Đấy, các bác có thể chơi bát 30, 25, chơi thoải mái luôn ạ. 4 triệu bao ship, bao zin cho các bác nhé. Và tiếp theo con Technic V7 này thì em để cho các bác là triệu, con này để cho các bác 1,8 triệu, 1,8 triệu bao ship cho các bác. Và cái máy thì nó hơi thâm một chút, và máy zin, mặt zin, núm nút zin, và cái đít đằng sau nó hơi dỉ và gãy một cọc loa, gãy một cọc cắm loa, thì một lát em soi cho các bác. Đấy, con này để cho bác là 1,8 triệu, 1,8 triệu. Technic V7 các bác chơi vào loa Nga hay tuyệt vời luôn ạ. Và tiếp theo là con Yamaha A6A này. Con này thì máy còn nguyên, đấy, mặt mũi còn đẹp, núm này của nó, núm lai một núm này, núm này thì em có núm thay cho các bác. Đấy, con này máy rất đẹp nhá, mặt đẹp. Con này để có bác 1,5 triệu bao ship. Các bác có thể chơi bát 25-30, chơi thoải mái luôn. Đấy, đánh rất khỏe nhá. Vâng, trở lại đằng sau này, em xoay qua cho các bác xem đây. Đây, con Technic V7 thì cái đít của nó dỉ các bác nhá. Đít nó bị rôm dỉ vì nó để trong kho lâu rồi, và nó gãy mất một cọc loa. Cái này thì em đã trừ tiền rồi các bác. Đấy, còn mặt mũi của nó rất là đẹp. Cái nắp lưng thì nó hơi trầy, thì có thể sơn lại được các bác nhá. Nó màu sơn hơi sơn bạc. Đấy, con này để bác 1,8 triệu. Technic V7 chạy nguyên bản luôn, sò xè còn nguyên zin. Và con Đền Ông 740 thì cực đẹp luôn đây. Các bác xem đây, Đền Ông 740 cực đẹp nhá. Đấy, Đền Ông 740 195W. Giá để cho các bác là 4 triệu. Cầu kèo còn nguyên, còn rất đẹp. Đấy, con Yamaha này thì nó cũng hơi rôm một tí đít, em để bác 1,5 triệu, máy zin nguyên bản. Đấy các bác nhá. Còn hai con âm ly cổ thì cũng rất là đẹp luôn. Vậy bác nào có nhu cầu, sở hữu những em âm ly giá vừa tiền này thì cứ alo trực tiếp cho em Tĩnh Linh Âm Thanh Gia Đình qua hai số điện thoại trên tấm biển này ạ. Các bác ở xa thì kết bạn Zalo, Facebook, em gửi chi tiết cho các bác cùng tham khảo. Các bác ở gần thì qua cửa hàng em tại chợ Bãi Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội để giao lưu trực tiếp với bên cửa hàng em ạ. Bên cửa hàng em cũng có rất nhiều những món đồ âm thanh gia đình để gửi đến các bác tham khảo ạ. Vâng, mọi nhu cầu mua sắm xin các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em qua hai số điện thoại ạ. Và các bác yêu quý cho em xin một like và hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên em lên hàng ngày gửi đến các bác tham khảo những bộ âm thanh gia đình ạ. Vâng, clip này thì em xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo ạ. Chào tạm biệt các bác.